Thì một căn nhà mà anh chị thấy nè, với giá chỉ có 750 triệu thôi, mà mình có một trệt nè, hai lầu, thêm một cái khoảng sân thượng rộng rãi như thế này nữa. Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Thì hôm nay á lại có thêm một căn nhà ngợp nên chị ơi, thì hôm sớm này á chị Mai có gọi cho em, chị mới nói á là hiện tại bây giờ chị quá kẹt rồi, chị muốn bán gấp căn nhà. Và nhà của chị như anh chị thấy nè, nằm giữa một cái khu dân cư nè, bà con ở rất là đông đúc sung túc luôn. Anh chị thấy nè, toàn là nhà cao cao không. Nói chung là khu vực này là anh chị bà con mình ở đây á, nó vừa yên vui nè, nó vừa yên tĩnh nè. Đó, và thêm một điều đặc biệt nữa là nhà của mình là gần chợ nha anh chị. Từ đây anh chị mình ra chợ Bình Chánh á, thì đâu đó nó tầm khoảng 2 km thôi là tới chợ Bình Chánh rồi, đối diện với khu đô thị Nam Sa luôn, mình quẹo vào một chút xíu là tới nhà rồi. Thì trước mặt anh chị đây là căn nhà của chị Mai muốn bán. Nhà của mình á có thiết kế xây làm một trệt nè, tầng 1, tầng 2 và có một sân thượng luôn. Và căn nhà này chị Mai rất là tâm huyết, tại vì chính tay chị xây dựng luôn nha, toàn bộ 3 tấm đổ đúc hết. Và như anh chị thấy nè, cốt nền rất là cao luôn nha, đổ 3 tấm đúc, một trệt, hai lầu, một sân thượng, một căn nhà cực kỳ hiếm luôn. Và bây giờ chị đã chấp nhận lỗ rồi, tại vì quá kẹt nên chị muốn bán căn nhà này với giá chỉ 750 triệu thôi. 750 triệu thôi, anh chị mình không nghe lầm đâu, đúng 750 triệu, không phát đúng 750 triệu, không phát sinh bất cứ chi phí nào hơn. Đường nhà thì nằm giữa khu dân cư nè, đường xá thì thông thoáng rộng rãi nè. Và như anh chị thấy đằng trước là hai bên cánh gà nè, lót gạch rất là đẹp luôn nha. Căn nhà này nó tách biệt hết tất cả, khác biệt hết tất cả những căn nhà xung xung qua đây luôn. Anh chị mình cũng xuống đây coi nhà, anh chị mình sẽ thấy rất là khác biệt luôn. Với diện tích là ngang cho 4 mét nè, dài cho 6 mét nha anh chị. Cốt nền thì siêu cao luôn nè. Rồi ở đây chị cũng có làm cái đầu trượt để mình dẫn xe vào nhà nữa. Thì căn nhà của mình được bảo vệ bằng hai lớp, bằng một lớp cửa 4 cánh. Đây, này là cửa sắt 4 cánh nè. Trong đây là kính cường lực và chỉ có dán thêm kính mờ nữa, nó cho cái nhà mình càng thêm riêng tư nữa. Và sau đây em mời anh chị cùng em vào tham quan chi tiết cái nhà. Đây á là tầng trệt của nhà mình. Đó, ở dưới á, thì mình lót gạch màu vàng nè. Rồi trên tường á, như anh chị thấy nè, trên tường lót gạch rất là cao luôn nha. Và gạch này á, là gạch âm vô nha anh chị, chứ không phải là gạch nổi nha. Đó, anh chị thấy nè, âm vô, nó là một căn nhà rất là tâm huyết. Chỉ xây để ở nhưng mà hiện tại bây giờ chị quá kẹt rồi, nên chị muốn bán căn nhà này để mua một căn nhà khác thì mình để ở cho nói chung là nó trang trải cuộc sống. Rồi ở dưới cầu thang như anh chị thấy nè, ở khu vực này mình có thể là làm mình một cái cửa nha anh chị, là một cái cửa để đây mình làm một cái phòng kho thì rất là ok luôn nha. Cầu thang là đúc hết toàn bộ luôn. Rồi anh chị coi nè, cầu thang nè, tay vịn gỗ nè, nhìn rất là ok chắc chắn luôn. Thì sau khi cái khu vực phòng khách á, xuống đây thì mình sẽ có một cái khu vực bếp. Và đây là một khu vực bếp nè, bé bé xinh xinh nha, nhưng mà nói chung là cũng vừa đủ cho anh chị mình có thể nấu nướng ở đây. Mặt bếp là đã qua cương nè, ở đây mình có bồn nồi inox nè. Rồi ở phía trên này, bên đây mình không có đâu mặt với không có đâu hông với ai hết trơn á, mình có mở cái cửa lớp cửa sổ nè, mở ra cho thoáng khí không khí vào rất ok luôn. Còn anh chị mình muốn làm thêm tủ bếp trên thì mình cũng có thể làm tủ bếp trên đây được nữa nha. Rồi ở đây mình có sẵn tủ bếp dưới rồi. Và ở phía cuối nhà kế bên cầu thang thì mình có một cái nhà vệ sinh với các thiết bị vệ sinh này, anh chị thấy nè, lót gạch cũng rất ok luôn, cửa cũng là cửa nhôm. Và cái căn nhà này á, nếu mà anh chị mình mua về ở á, thì em chung nghĩ á, mình bỏ ra tầm khoảng 10 triệu thôi, mình sơn đồ kia phết lại á, là rất là đẹp luôn. Tại vì nhà này xây rất là kiên cố chắc chắn luôn nha, em chung đi vòng vòng mà vẫn không thấy cái vết răng vết nứt nào hết trơn á. Rồi thì cầu thang như anh chị thấy nè, mình làm bằng đá hoa cương nè. Và đặc biệt mỗi tầng nha anh chị mình đều có một cái nhà kho nhỏ nhỏ để chân á, trên mỗi tầng cầu thang đều có một cái nhà kho nhỏ nhỏ chân á, cho anh chị mình có thể chứa đồ luôn. Và em mời anh chị cùng em lên tham quan tầng 1 nha. À, căn nhà quá đẹp luôn, quá lý tưởng luôn, mà chỉ bán chỉ có 750 triệu thôi, thực sự là rất là rẻ. Đây, và đây là cái tầng 1 của nhà mình nè, nó y chang cái tầng ở dưới luôn, không khác gì hết. Bên đây mình có một cái cửa sổ nè, mở ra đón không khí, đón gió, đón sáng vào nha. Rồi phía cuối nè, mình cũng có một nhà vệ sinh luôn, gạch thì lót xuyên xuống hết trơn, là nguyên căn nhà chỗ nào cũng có gạch hết, cửa là cũng có nhôm luôn. Và anh chị nhìn kỹ nha, cái bồn cầu của mình là bồn cầu liền khối nha anh chị, nó hàng cao cấp, hàng chất lượng luôn. Và ngoài trước này thì mình có một cái phòng, đây mỗi tầng thì nó sẽ có một cái phòng ngủ và cái nhà vệ sinh. Đây là cái phòng ngủ nè, anh chị coi lót gạch cũng rất là sạch sẽ luôn nha. Rồi phòng ngủ mình nó có cửa sổ nè, có cửa ra ban công nữa. Và em mời anh chị cùng em ra cái ban công ngoài trước đây. Đó, đây ban công thì cực kỳ rộng rãi rồi, mỗi tầng đều có ban công hết cho anh chị mình xem. Đây anh chị thấy không, dân cư ở đây đúng không, đây là mình ở tầng 1 nha, mình lên tầng 2 và sân thượng còn đã dữ nữa. Và bây giờ em mời anh chị cùng em lên tầng 2 nha. Thì nói chung tầng 1 với tầng 2 là thiết kế y chang nhau luôn, không khác gì hết trơn nha anh chị. Đó, trên cầu thang nè, ở đây mình vẫn có một cái hộc nha, đó, một cái nhà kho nhỏ nhỏ nè, cho anh chị mình chất chứa đồ luôn. À,
Và đây, đây là tầng 2 của nhà mình nha anh chị. Đây ngoài này một có một, vẫn là có một cái phòng này, rất là rộng rãi luôn. Đó, một cái phòng nè. Cực kỳ ok. Mở cửa ra và ra đây anh chị mình sẽ nhìn thấy lan can. Đây. Ở đây là mình có thể là thấy nóc nhà của người ta rồi đó nha. Đó, lan can ngoài đây nè. Ở đây là mình thấy nóc nhà của người ta rồi. Và bây giờ cái điều đặc biệt nhất của căn nhà là tầng sân thượng nha anh chị. Em mời anh chị cùng lên sân thượng để biết được sân thượng như thế nào nha. Dạ, và sau đây em Trung mời anh chị cùng em lên xem cái tầng sân thượng như thế nào nha. Thì trước khi lên tầng sân thượng thì mình có cái cầu thang leo lên. Thì cái cầu thang này là một trong những mà cái điểm mà em cảm thấy là điểm trừ nha anh chị, là làm cầu thang này nó không hợp lý lắm. Tại vì cái cầu thang này ngày xưa là cầu thang xếp, đầu tiên thiết kế cầu thang xếp qua, nhưng mà bây giờ hàng cứng luôn rồi, nó làm giống vậy nè. Nói chung một điểm trừ cầu thang này, theo nếu theo em á, mình sẽ đổi cái cầu thang khác, mình sửa lại chút xíu thì căn nhà mình sẽ tận dụng được hết khoảng không gian này luôn. Thì nếu mà anh chị mình về đây á, có thể là mình tự sửa hoặc là bên thợ, anh em thợ bên Trung á, em Trung á sẽ sửa cho anh chị mình luôn. Rồi và sau đây em mời anh chị cùng em lên tham quan thử nhé. Dạ, và đây là cái tầng sân thượng của mình nha anh chị. Đó, ở bên đây là mình có sẵn một cái bồn nước inox nè. Đó, cái bồn nước inox này, bồn này là bồn 500 lít, 500 lít hàng ngàn ta. Bồn này là bồn 500 lít nha anh chị. Và như anh chị thấy nè, đây chỉ có đúc thật á, là cái sàn nó mới như thế này thôi. Đó, bao xài luôn nha anh chị. Và anh chị nhìn nè, xung quanh nè, đó, bà con sống dân cư rất là đông luôn. Đây, anh chị nhìn nè, mấy nhà san sát với nhau luôn nha. Và theo hướng tay của em Trung á, là nhìn qua đó là anh chị mình sẽ thấy được là cái khu đô thị năm sao nha anh chị. Còn chợ Bình Chánh của mình nằm ở hướng này nha anh chị. Đó, nhà thờ Bình Chánh, chợ Bình Chánh ở hướng này luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Thì một căn nhà mà anh chị thấy nè, với giá chỉ có 750 triệu thôi, mà mình có một trệt nè, hai lầu, thêm một cái khoảng sân thượng rộng rãi như thế này nữa. Và cái khoảng sân thượng này theo em Trung nghĩ mà anh chị mình cải tạo lại tí xíu thôi nha, là cái lồng này nè, mình làm cao hơn, mình làm cái hàng rào ra, mình cải tạo dưới đây luôn, là anh chị mình có thể là làm một cái khu vườn nhỏ nhỏ trên đây thì rất là tuyệt vời rồi đó. Và hiện tại là chị Mai cũng đang muốn bán gấp lắm, nên anh chị mình nếu mà thấy cái nhà này phù hợp á thì hãy xuống đây chọn lựa trước tiên luôn, để có thể là tìm được cái giá tốt nhất luôn nha anh chị. Và em Trung xin cảm ơn anh chị đã cho em xem hết video. Em Trung xin hẹn anh chị lại ở những video tiếp theo, và em Trung xin chào.